Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 chiều thứ tư ngày mùng 10 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin thời sự chiều nay cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Chiều nay tại trụ sở Tỉnh ủy, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đã kiến nghị đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét 9 nội dung, trong đó đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh về 4 ý kiến của tỉnh Hưng Yên gồm tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tháo gỡ khó khăn tại quyết định 257 của Thủ tướng Chính phủ để Hưng Yên tiếp tục thực hiện dự án liền kề, phát triển dịch vụ tại xã Phụng Công nói riêng cũng như phát triển kinh tế xã hội vùng bãi. Đề xuất Chính phủ sớm phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất lúa để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm và quy trình thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội. Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hưng Yên, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu các thành viên trong đoàn công tác của Chính phủ cần xem xét nghiên cứu một cách trách nhiệm để tháo gỡ những kiến nghị đề xuất mà tỉnh Hưng Yên đề cập. Đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, Đại tướng Tô Lâm rất bức xúc về sự ô nhiễm của các dòng sông trong hệ thống sông Bắc Hưng Hải đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt sản xuất của nhân dân. Đại tướng đề cập về một số giải pháp, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cùng các tỉnh thành phố trong khu vực cần phải bắt tay vào cuộc để tháo gỡ, làm sạch các dòng sông. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp không thường lệ để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã dân chủ thảo luận thống nhất thông qua 8 nghị quyết chuyên đề. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra thực hiện để các dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bằng các hình thức phù hợp thông tin đến cử tri kết quả của kỳ họp. Các nghị quyết đã được thông qua, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe phản ánh ý kiến kiến nghị của cử tri, tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tháng công nhân năm 2023 có chủ đề kết nối công nhân, xây dựng tổ chức với các hoạt động trọng tâm như các công đoàn cơ sở chủ động thương lượng với người sử dụng lao động để người lao động có quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn so với Bộ luật Lao động. Thực hiện các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong công ty, doanh nghiệp. Tại buổi phát động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã biểu dương, tặng quà cho 300 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Vừa qua, gần 20 tấn củ nghệ tươi của xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã được xuất khẩu sang thị trường Italia, mở ra hướng phát triển mới cho loại nông sản này tại thị trường châu Âu. Gần 20 tấn củ nghệ này của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên xuất bán cho một số doanh nghiệp ở Italia. Nghệ sẽ được bảo quản trong container lạnh, sau đó được bán tại các siêu thị tại Italia. Nghệ Chí Tân được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào năm 2018. Việc xuất khẩu thành công sang thị trường châu Âu sẽ mở ra cơ hội lớn cho việc tạo dựng chỗ đứng của các loại nông sản này tại những thị trường khó tính, mang lại giá trị gia tăng cao cho người trồng nghệ. Trong khi các địa phương khác trong tỉnh quyết liệt xử lý vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì tại xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ lại đang tồn tại trường hợp vi phạm xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất công ích. Đó là trường hợp hộ ông Trần Ngọc Tuyên, hộ khẩu thường trú ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ. Khu đất có diện tích gần 2,2 sào thuộc khu vực cánh đồng Lách Báng, thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, chỉ được trồng cây nông nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, ông Tuyên đã tự ý xây dựng nhà xưởng trái phép dần dần trên toàn bộ diện tích khu đất thầu khoán, vi phạm nghiêm trọng luật đất đai và kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khi vi phạm xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Yên Hòa đã kiểm tra nhưng lại không cương quyết ngăn chặn và xử lý vi phạm. Đề nghị huyện Yên Mỹ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm của hộ ông Trần Ngọc Tuyên. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm thu phí đường bộ 9 tuyến cao tốc được nhà nước đầu tư, trong đó có 8 đoạn tuyến thuộc dự án cao tốc Bắc Nam.
Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các bộ liên quan xin ý kiến về phương án thí điểm thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư trước khi trình Chính phủ, gồm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương và 8 tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Thời gian thực hiện thí điểm được kiến nghị áp dụng cho đến khi quy định pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc được Quốc hội thông qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, đơn vị vận hành tàu đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông cho biết, trong năm 2022, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt trên 480 tỷ đồng, đem lại lợi nhuận gần 100 tỷ đồng. Cụ thể, theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Hà Nội Metro đạt tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trên 480 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với doanh thu năm 2021 là gần 69 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, năm 2022, Hà Nội Metro lãi sau thuế gần 97 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu bán vé tăng hơn 12 lần lên gần 66 tỷ đồng. Tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler mới đây đã bình chọn 50 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới, trong đó có Sapa của Việt Nam. Theo mô tả, Sapa là một thị trấn miền núi yên bình nằm ở tỉnh Lào Cai phía tây bắc của Việt Nam, cách xa các bãi biển nổi tiếng, các đô thị lớn và di sản thế giới. Sapa được biết đến với khung cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang bát ngát, những thác nước ngoạn mục và cả những cung đường uốn lượn. Tạp chí này ví Sapa như xứ sở thần tiên, hút hồn du khách với những trải nghiệm như lái xe quanh đèo Trạm Tôn, chinh phục đỉnh núi Phan Xipang, đi cáp treo, chiêm ngưỡng thung lũng Mường Hoa, khám phá bản Cát Cát, tham quan núi Hàm Rồng. Chiều qua mùng 9 tháng 5, sau khi đi học ở trường về, nhiều học sinh của trường mầm non xã Thuận Sơn ở Nghệ An có biểu hiện đau bụng, nôn mửa, nghi ngộ độc do liên quan đến uống sữa chua tự ủ. Theo thống kê, có 76 cháu là học sinh của trường mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương có biểu hiện ngộ độc phải đưa tới các cơ sở y tế cấp cứu. Tính đến sáng nay, sức khỏe của các cháu đều ổn định, phần lớn các cháu đã được cho về nhà. Trước đó vào chiều ngày mùng 9 tháng 5, nhà trường báo cáo có cho các cháu ăn uống sữa chua tự ủ. Nguyên nhân các cháu bị đau bụng là nghi ngộ độc do liên quan đến uống sữa chua tự ủ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tiếp sau đây là các thông tin thời sự quốc tế. Một bồi thẩm đoàn tại Mỹ ngày 9 tháng 5 kết luận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng cựu nhà báo Jean Caron. Ông Trump cũng bị yêu cầu phải bồi thường cho nữ nhà báo này 5 triệu đô la Mỹ. Trong phán quyết công bố ngày 9 tháng 5, bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan, Mỹ kết luận ông Trump đã lạm dụng tình dục bà Caron. Cùng với đó, ông Trump cũng bị kết luận là đã phỉ báng bà Caron vào tháng 10 năm 2022, khi ông đăng tải một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội rằng vụ kiện mà bà khởi xướng là chuyện lừa đảo, hoang đường và dối trá. Ông Trump không có mặt tại phiên xử và thông qua mạng xã hội của mình gọi phán quyết là điều đáng xấu hổ. Ông Trump cũng tuyên bố không biết bà Caron là ai. Đội ngũ luật sư của ông Trump cho biết ông sẽ kháng án. Các lực lượng chức năng Philippines vừa qua đã giải cứu hơn 1.000 người nghi là nạn nhân buôn người đến từ nhiều quốc gia châu Á. Tổng cộng 1.090 cá nhân, bao gồm 389 người Việt Nam, 307 người Trung Quốc, 171 người Philippines, 143 người Indonesia, cùng nhiều người từ các quốc gia khác như Nepal, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, vùng lãnh thổ Đài Loan và Hồng Kông Trung Quốc đã được giải cứu và đưa vào danh sách là nạn nhân của nạn buôn người. Theo giới chức cảnh sát, hơn 1.000 người này bị buộc phải làm việc ít nhất 18 giờ mỗi ngày trong ngành công nghiệp lừa đảo trên mạng, sử dụng các tài khoản đầu tư giả mạo và tiền điện tử làm mồi nhử. Ít nhất 12 kẻ đầu sỏ tình nghi đã bị bắt và sắp bị buộc tội buôn người, trong đó có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia. Chuyển sang thông tin khác. Thùng rác giờ đây không chỉ là vật đựng rác mà còn có thể là phương tiện dùng để di chuyển trên đường phố. Đó là ý tưởng thú vị mới đây đã được một nhà phát minh người Anh hiện thực hóa. Phương tiện độc đáo có gắn động cơ này là ý tưởng sáng tạo mới nhất của nhà phát minh người Anh Kevin Nix. Chiếc thùng di động này có một chỗ ngồi, vận hành hoàn toàn bằng động cơ điện và có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 13 km/h. Nhà phát minh Kevin Nix cho biết việc di chuyển bằng phương tiện này trên đường phố hoàn toàn hợp pháp, tuy nhiên hiện tại ông chỉ lái trình diễn trên những đoạn đường ngắn. Nhà phát minh 58 tuổi này chia sẻ rằng mong muốn của ông là tạo niềm vui, tiếng cười trong cuộc sống thông qua những phát minh độc đáo và hài hước. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.